Hello cả nhà, mình chào cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ. Thì bây giờ mình mới vừa ra khỏi chỗ làm cả nhà ơi. Giờ là buổi sáng, mình đi làm cả đêm á, mình mới ra khỏi chỗ làm. Rồi tiết hôm bữa nó rơi hổm gài cũng hơn một tuần rồi mà chưa tan nè. Xe dọn tiết ta dọn lại cho một, người ta kéo lại cho một cục ở phía bên đó đó, nhưng mà nó chưa tan nữa, hổm gài cũng lâu rồi. Thì bữa nay cũng không có gì đặc biệt, vợ ở nhà thì nấu cháo gà, nhưng mà hôm bữa mình về Việt Nam á có mua quà cho vợ, không có cho vợ biết, thì cũng món quà nhỏ thôi à. Thì chút về ăn cháo xong rồi sẵn mình đem ra tặng cho vợ luôn, tặng sẵn tặng trễ, tặng quà muộn, quà qua đêm thai á cả nhà. Bữa 14 tháng 2 á mình mua ở Việt Nam qua mình tặng muộn xíu. Tiết này bữa nó trắng mút à, hổm gài nó sình đất nó dâng lên dưa hầy, trời mưa lâm râm. Mình về tới nhà cả nhà ơi, coi vợ mình nấu tới đâu rồi nha. Đói bụng lắm rồi. Xong chưa vợ? Giờ rồi mà chưa có gọi cho mày. Chưa có rõ à? Mình có cái bắp cải ngoài đó. Ừ, ra cắt cái bắp cải đó đem vô trong gỏi luôn. Gà nè hả? Này chắc giờ vớt ra nãy giờ nó khô khô da nè. Ngâm 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 nó vô tí xíu cho nó mềm cái da lại, nó gió nó khỏi khô cái da hết trơn. Con gà này nó ra mỡ vàng khe à. Cháo đặc thì chồng thấy được chứ có đặc Ờ, lắm không? cái này nó cũng hơi đặc lắm rồi đó. Kệ đi, về vừa rồi. Nếu như mà nấu nữa hoặc là nó sẽ đặc á, mình ngâm gà vô được rồi. Cái này họ bỏ vô trong cháo à. Rồi găm hái ngoài hay vậy? Rồi găm còn sót sót mất mót là mấy cái cọng mình đem vô nhà mình trồng á. Bây giờ mình đi ra cắt cái bắp cải. Mát mà. Cái con gì nó ăn á. Bẻ ngang ra được không? Bẻ ngang đi. Bẻ ngang không được thì cắt. Ừ, lật nó ngang được không? Thôi lấy cái dao cắt ngang đi. Cho lẹ. Ừ, gió thổi lạnh thiệt. Cũng được. Rồi, vô đi, lạnh đó. Cái này là cái loại cải bọng gì, nó không có chắc, nhưng mà cái loại này nó ngọt, trộn đổi ngon. Mộng than còn cái loại chắc đó, thì nó nấu canh luôn. Cái loại này vậy mà nó hai loại. Này là nước chua ngọt à, nước Dạ. mắm. Gà Dầm xé. dầm. Ừ, gà xé bỏ vô luôn. Hôm bữa trộn gỏi vịt đó mà cái nước mắm của gia làm ngon ghê luôn. Dạ, tặng rau găm còn sót lại con người đâu. Hên đem vô nhà cho nên nó còn sống là được đó. Bữa Sao dở đem vô nhà sớm sớm chút là được. Đem vô nhà trễ quá, khoảng tháng 12 đem vô trồng là được rồi. Bữa tới tháng 1 mới đem vô. Cái nó yếu rồi, nó muốn nguội nó yếu quá. Đem vô trồng nó không được tốt mấy. Ừ, nó chơi trụi vậy nè. Cắt thêm vài đọt. nãy giờ ra làm sao coi nó sống nổi không?
đặc biệt thơm ngon. Này tại mình luộc gà lâu á, cái dành nó bị bám cái phần nước đen đen lên. Này là muối ớt. Bỏ miếng nước chanh vô. Thì mình xài nước cốt chanh chứ không có xài trái chanh, là do chanh đó bán mắc. Nghĩ lại nếu như mà mình mua cái nhiều thì nó rẻ, mà nhiều thì ăn không hết để nó hư. Xài cái nước cốt chanh nó tiện hơn. Này, dưa gói gà quá ngon. Cái da gà này giòn lắm. Rồi. Thôi, tôi bụng lắm rồi. Thôi ăn thôi. Rồi, mời cả nhà ăn cháo gà với mình nha. Cháo gà. Mời cả nhà ăn cháo gà. Đây là cây nhà lá vườn, gà thì mua, còn rau ghét thì ở nhà. Gà nuôi. Gà nuôi. Nuôi đúng dai luôn. Gà phải đựng trứng luôn á. Mà người ta lấy nấu cái nước ngọt mới hết sinh sản được. Còn bên đây mình nha, ta mua này ta nấu nước luôn rồi. Đúng rồi, ta nấu sức. Còn mình làm em. Mình được cả hai luôn. Vừa ăn vừa nấu sức. Mình thử bắp cải không? Cái bắp cải mà loại xốp này nè cả nhà. Trộn gỏi nó rất là ngọt mà ngon nữa. Nó thơm nữa nha. Nhưng mà nấu canh ăn nó dở. Nấu canh ăn nó bực, nó hơi gọi là bở bở. Nhưng mà trộn gỏi ngon. Này là bắp cải Nhật, không phải bắp cải Việt Nam. Không phải Việt Nam đâu. Bắp cải này mà nấu canh ăn không được. Ăn nó dở, ngán, nó bùi bùi vô. Thôi thôi. Giờ mới ăn cái này lần đầu tiên á. Bên vợ dân bắp cải kia mà. Bắp cải nó chắc hơn đúng không? Bắp cải nó ngon hơn. Bự hơn cái tôi. Ừ. Ở bởi mua con bắp gì là 100 mi. Dễ. Hình như cái gà nó không dùng quá. Ở đây cũng ăn gà, ở Việt Nam cũng ăn gà suốt. Nó rẻ, dễ ăn. Dễ ăn. Mà nó rẻ nữa. Ừ. Ở bên Nhật á, người ta không có ăn cháo. Chỉ sau nào bệnh người ta mới ăn cháo thôi. Bữa kiểu như mời người Nhật á, mời ở bên nhóm vợ á, mời người Nhật về nhà ăn á, cái nấu cháo gỏi gà nè, cái người ta thấy lạ. Nói chung món này không có ăn bình thường đúng không, chỉ bệnh đau rồi mới ăn. Ừ, người ta nói ở bên ở Nhật đó là cháo chỉ ăn khi nào bị bệnh ha. Tiêu được cay à? Dạ. Cay muốn thơm. Cái giá giá bỏ qua giờ nói anh mua cái giá nhỏ nhỏ đồng bỏ vô cái tô múc canh mà quên hoài. Đơn giản nước này mới nhìn tướng không nước gươm. Cháo này mau đói, tối nay chắc đem cháo này đi làm ăn, ăn mì thử gà nhé. Bữa thì chồng không mua phở hay gì. Không. Không thích à. Ừ. Cái hủ tiếu gói á, hủ tiếu gói Nhịp Sống ăn cũng ngon. Mì Hảo Hảo nó dễ ăn. Ngán ngán vậy thôi chứ nghỉ hai ba bữa ăn tiếp nữa. Cháo nó nóng thêm cái tiêu cay cay. Ở nhà mình ở nè, 6 người.
một tháng ăn gà là không biết bao nhiêu mà để đếm được luôn á. Đây nó rẻ với lại nó dễ ăn á, mọi người ai cũng ăn gà nãy vậy. Rẻ. Giờ đi siêu thị cũng canh nha, mấy cái giấc chiều á, có 2-3 giờ chiều á là đồ nó giảm giá luôn. Mấy con gà tính ra có 70 ngàn thì Việt Nam quá rẻ không? Nhưng mà so ở Việt Nam cũng rẻ rồi, so bên này rẻ hơn nữa. Với cái thịt gà cũng được á, và thường thường mình đem mình kho đồ, nhưng mà ăn gì ta giờ thấy kho thường thường vậy, mua về để kho luôn nhưng mà thấy nó mềm quá. Gà nào? Là con nghiệp không? Rồi nhiều thấy luôn, nó nướng cứ nấu gì mẫu không giống cháo mà không giống đồ ăn lạ lạ, trước học có nghiệp đoạn cho ăn kỳ lắm. Đâu ai ăn gà này đâu, chỉ có Việt Nam mình ăn. Ăn xong rồi giờ chán miệng cả nhà ơi. Này là bánh bía đến từ Sóc Trăng hả? Sóc mà mua ở Vĩnh Long. Hôm qua cũng hết, bỏ tủ lạnh này cứ ngắt à. Bỏ vô cái lò quay lại. Qua đây nè. Ăn ăn táo với ăn dâu gần hơn á. Cái cây hết chồng. Hôm bữa ơi, về bển mua tính mua táo cho mấy đứa nhỏ ăn mà thấy không ngon, ăn nó sao sao mà không mua nhiều giờ mà. Rồi nó có rẻ rồi, nó có nó để 59 ngàn, cái nó trời táo Việt Nam mắc hơn bên Nhật nữa, 59 ngàn một ký hay là một trái, tại bên đây mình mua cái số lượng là trái chứ không có tính ký, quen rồi. Bệnh nó cũng tra ký ký có 50 mấy ngàn, 59 ngàn. Táo ở Việt Nam toàn táo Trung Quốc không à? Không biết, nó chắc táo Trung Quốc nhiều lắm. Ít khi nào được táo Mỹ lắm. Bữa chở mấy đứa nhỏ đi chơi trong Vinh Cơm á, mua ăn không? Dạ không, ngoài giờ ăn có một bát từ giờ không nổi. Nó mềm rồi. Ngon. Bánh bí Sóc Trăng là ngon nhất. Giờ đó bánh bí Vũng Thơm ngon. Mà bữa ăn nó không hợp khẩu vị thì sao? Không dơ. Vũng Thơm ra đâu? Có à? Bún ghe. Không có mặt, có xíu à. Xíu à. Lúc học kịp đoạn kìa, không biết sao hả, mặt nhóc luôn, mặt nó lan nó tới đây luôn nè. Ăn một ngày à? Chồng, mấy cây táo ngay trước nhà vợ á. Sao? Giờ không hiểu tại sao mà tụi vợ qua xong rồi đào nó cũng đốn, mà táo vợ cũng đốn hết trơn. Bây giờ ngay chỗ đó là nguyên một miếng đất, chịu lỗi. Chắc có thể là người ta tính cắt nhà. Mà khi mà người ta cưa cái cây ra đó, bớt phát hiện ra một điều ở trong cái gấu á, bỗng than trong à. Rồi như là nhiều khi nó sắp chết, nó yếu, hoặc là táo nó không còn chất lượng nữa, người ta bỏ. Trẻ đi. Làm cho ngon đi, có quà đó. Quà đến từ Việt Nam á. Lạ gì có. Có quà đi không? Khó. Không? Trong trái táo gọt đi thôi, nằm chóng. Ghê à, bữa hổm trong trái dưa hấu này trong trái táo luôn hả? Giống như tiền, hồ biến ra vào trái táo. Cái bánh nó ngọt. Uống cái sữa này vô lạc cái nhách. Nó... Tại cái sữa nó hơi lợ lợ á. Thử ra. Chắc ăn này vô chua lèo á, phải uống miếng. Ở bên vợ là táo. Ngọt. Ngọt. Nhưng mà mua trúng thì chắc táo mềm rồi. Mềm mà. Táo này không phải táo chắc. Không phải táo giòn. Không. Táo bột. Nhưng mà bột không giống như của Việt Nam. Ở bên nó bán. Bên nó bán cái loại cái bột gì ngọt ngọt.
nó bị mất nước á. Dạ. Nó bột cười lắm. Nhìn như táo bên mình an toàn là của Trung Quốc đem qua. Tại vì nó gần á, sát bên. Mà bên đây thèm trái cây trời đất ơi. Thèm trái ổi. Ổi ở bển bán có 10.000 ký rồi. Mua trên bàn á, nó tới 1 cm rồi. Bữa hỏi tới 1 cm rồi không nghĩ ăn luôn. Mà nó không ngon. Không biết nó ngon hay không. Này ô câu cả nha. Hôm bữa đổ này là cà phê sữa nè, nó tại bữa pha nhiều màu quá, cái pha nhiều quá, cái đổ kia đủ rồi, dư đổ ra chén nè, quà nè, tặng lẹ đi vô ngủ. Này là quà Valentine của ghét luôn. Valentine trễ nha. Valentine hả? Ừ, Valentine trễ à, ngủ tối đi làm nữa. Con quà Valentine là cái đậu bông. Tại cái hôm bữa có tặng cho vợ cái đậu bông rồi, nhưng mà cái đậu bông mới đó, nó không có mua ở Nhật á, nó không có giống như ở Việt Nam. Của Việt Nam á, nó gài ra gài vô vậy nè, đeo nó toàn ten. Còn bữa là cái bông là mình xỏ vô, cái nó có một cái đít mũ phía sau á, cắm tới để cho nó dính lại. Cái loại đó vợ đeo nó bị đau, như bị ngứa. Nói chung là đồ nước tay giả đeo không có được mấy cái đó. Đeo dùng nước tay vô. Tự xử đi. Ôi cái này không biết đeo, đeo nó dễ gãy lắm, này nó bằng mạc. Bữa nó chỉ là con đè vô rồi xong rồi. Đó. Ê cái đầu này nhìn được. Còn lỗ cái là lưu đi. Mệt hết sức vậy. Cái đầu kia bữa nhìn cái hộp có đẹp nhưng mà đeo vô như nó không được hợp mấy. Cái này nhìn được không? Được. Rồi thôi, giờ mình kết thúc clip tại đây cả nhà ơi. Vô ngủ nghỉ, tối đi làm đó. Giờ này cũng trễ rồi, còn ngủ được mấy tiếng nữa đi làm rồi. Thôi câu không ăn đâu, ngán rồi, còn nó chậm nữa, ăn đi. Chào tạm biệt cả nhà nha, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và xem clip. Tạm biệt cả nhà. Ăn 20. Thôi, miếng ăn ít chứ cay quá hả? Cay.